Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022, Viettel sẽ tham dự triển lãm hàng đầu ngành nước VicWater tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn SDCC với hơn 5.000m2 diện tích trưng bày, hơn 500 doanh nghiệp tham gia và hơn 18.000 khách tham dự. Viettel mang tới triển lãm VicWater với nhiều giải pháp cho ngành nước, các sản phẩm công nghệ xử lý nước đến từ thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc Samyang, Chai-Lai, Kingly, Aerotech cùng bách test kiểm tra nhanh chất lượng nguồn nước đến từ thương hiệu nổi tiếng Kiyorisu, Nhật Bản, mà hiện nay đều do Viettel đang là đại lý phân phối chính thức và độc quyền tại thị trường Việt Nam. Viettel mong muốn đóng góp cho ngành xử lý nước tại Việt Nam những giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đồng thời giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp. Hẹn quý khách hàng và đối tác tại gian hàng trưng bày của Viettel cũng như phần quà hấp dẫn tại triển lãm VicWater năm 2022.